Hoàng Anh xin kính chào và rất cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel. Kênh mang đến những tin tức cập nhật mới nhất về Canada và thế giới do tạp chí Culture thực hiện. Đây là tờ tạp, tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Thưa quý vị, Canada đang bước vào mùa khai thuế và chúng ta đang chuẩn bị khai thuế cho năm 2023 có rất nhiều sự thay đổi trong mùa thuế năm nay. Chính vì vậy, Ken Koch Channel và Hoàng Anh đã cho phát hành một video chuyên về đề tài thuế với khách mời là một kế toán viên chuyên nghiệp sẽ chia sẻ tất cả những thông tin, những thay đổi cũng như những lợi ích và hoàn tiền cũng như là giảm thuế mà chúng ta cần biết. Hoàng Anh kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin nổi bật vào cuối tuần. Chủ nhật ngày 3 tháng 3 với những tin tức đáng chú ý mở đầu với phần tin Canada. Thưa quý vị, hiện đang có một cảnh báo đi lại nguy hiểm khi cơn bão mùa đông đã lan rộng bao phủ khu vực vùng Prairies. Một cơn bão mùa đông mạnh đang tàn phá khắp khu vực vùng Prairies, mang theo tuyết rơi dày đặc và gió giật mạnh, dẫn đến điều kiện đi lại nguy hiểm. Cảnh báo bão mùa đông, tuyết rơi và bão tuyết trên diện rộng đang có hiệu lực, kêu gọi người dân hoãn việc đi lại không cần thiết. Tại tỉnh bang Saskatchewan, các con đường đã bị đóng, đặc biệt là gần Kindersley và North Battlesport, và dọc theo hành lang Mestone đến Maymont của xa lộ Yellowhead. Một số khu vực có thể thấy tuyết tích tụ hơn 40cm. Cơn bão bắt nguồn từ Hoa Kỳ và ngày càng mạnh lên với tuyết dày và gió giật mạnh tấn công miền nam của tỉnh bang Alberta và tỉnh bang Saskatchewan. Thành phố Calgary đã ghi nhận lượng tuyết dày 18cm, trong khi Kindersley của Saskatchewan thì có 12cm tuyết. Phía nam của Saskatchewan và phía tây nam của Manitoba dự kiến sẽ phải hứng chịu hậu quả nặng nề của cơn bão này với tốc độ tuyết rơi dày tới 4 cm mỗi một giờ và gió giật mạnh từ 50 đến 70 km một giờ, tạo ra tình trạng bão tuyết và tình trạng trắng xóa hoàn toàn gây nguy hiểm cho người lái xe việc đi lại sẽ vô cùng khó khăn nếu không nói là không thể do tầm nhìn bị giảm và tuyết tích tụ nhanh chóng các con đường bị đóng dự đoán sẽ gia tăng đặc biệt là ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất Tổng lượng tuyết rơi vượt quá 40 cm có thể xảy ra ở miền trung và miền nam của tỉnh bang Saskatchewan, miền trung tây và tây nam của Manitoba và phía đông bắc của Alberta. Thành phố Regina có thể thấy tuyết dày từ 15 đến 30 cm, trong khi ở Winnipeg có thể gặp mưa đóng băng và tuyết sang kẻ ảnh hưởng đến lượng tuyết tích tụ. Cơn bão dự kiến sẽ giảm vào sáng thứ hai, nhưng tuyết thổi và gió kéo dài có thể tiếp tục gây ra nhiều thách thức. Khuyến cáo du lịch đang có hiệu lực, tỉnh bang Saskatchewan kêu gọi người lái xe hãy tránh di chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng. Tầm nhìn bị hạn chế, đường trơn trượt và tuyết rơi đã khiến cho tình trạng đường xá trở nên nguy hiểm. Cơ quan An toàn Công cộng Canada khuyến cáo người dân chuẩn bị bộ dụng cụ khẩn cấp khi cơn bão mạnh lên. Ở Saskatoon, các dịch vụ vận chuyển công cộng bị gián đoạn và các nhân viên thành phố đang làm việc không mệt mỏi để dọn đường. Bão tuyết cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển bằng đường hàng không, với nhiều chuyến bay bị hủy tại sân bay Saskatoon, WestJet và Rise Air đã đình chỉ các dịch vụ, trong khi các hãng hàng không khác thì đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Các nhà chức trách kêu gọi hãy thận trọng và cảnh giác khi di chuyển trong điều kiện thời tiết bất lợi. Người dân được nhắc nhở là ưu tiên sự an toàn và hỗ trợ cộng đồng khi đối mặt với nghịch cảnh. Tại Manitoba, thì khoảng 5.000 hộ gia đình ở các khu Westwood, Crestview và Charleswood của Winnipeg không có điện kể từ chiều Chủ nhật hôm nay. Manitoba Hydro cho biết các đội đang xử lý vụ cháy cột điện trên Oakdale Drive. Theo sân bay quốc tế Winnipeg Richardson, một số chuyến bay đến và đi đã bị hủy hoặc là trì hoãn do điều kiện thời tiết. Cháy lớn đã thiêu rụi nhà máy sản xuất khoai tây Potato Chips ở thị trấn New Brunswick, vào tối thứ Sáu ngày 1 tháng 3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy Covered Bridge Potato Chips ở Heartland, một công ty sử dụng lao động lớn tại thị trấn của New Brunswick. Sở cứu hỏa của Heartland đã được thông báo về vụ cháy vào khoảng 5 giờ 45 chiều và họ đã cùng với các sĩ quan của Woodstock, Lakeville và Florenceville, Bristol để phản ứng với vụ việc cùng với cảnh sát RCMP. Lực lượng cứu hỏa đã buộc phải rời khỏi cơ sở sau khoảng 15 phút Do sức nóng và làn khói quá dày đặc, sau khoảng 20 phút thì mái nhà đã bị đổ xuống. Kelly Gillin, là cư dân của Somerville, sống gần đó và theo dõi vụ cháy từ phía bên kia đường highway cho biết. Đến 9 giờ tối, ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng phát nhưng tòa nhà trông như bị thiêu rụi hoàn toàn. Cô Gillin cho biết làn khói dày đặc đã lan sâu vào thung lũng sông St. John. Những người ứng cứu đầu tiên đã nỗ lực dập tắt ngọn lửa trong khoảng 5 giờ Nhà máy nằm ngoài xa lộ Trans Canada, gần bệnh viện địa phương. Cảnh sát đang yêu cầu người dân hãy tránh xa khu vực này. Theo các quan chức, ngọn lửa đã bắt nguồn từ một máy chiên khoai tây và nhanh chóng lan khắp tòa nhà. Theo trang web của công ty Coverbridge là doanh nghiệp gia đình thế hệ thứ tư, với câu chuyện có nguồn gốc từ những năm 1920. Năm 2004, công ty này bắt đầu hoạt động phân phối khoai tây, trước khi mở rộng sang sản xuất miếng khoai tây chip vào năm 2009. Thị trưởng của Heartland là Tracy DeMartin đã bày tỏ sự đau lòng về vụ việc, đồng thời cho biết thị trấn sẽ hỗ trợ hoạt động kinh doanh trong những ngày tới. Một sự kiện ở Toronto của Thủ tướng Trudeau với Thủ tướng Ý đã bị hủy bỏ do biểu tình ủng hộ Palestine. Bữa tiệc chiêu đãi nhằm kết thúc một ngày gặp gỡ giữa Thủ tướng Justin Trudeau và người đồng cấp Ý của ông đã đột ngột bị hủy bỏ vào tối thứ Bảy Nguyên nhân là do hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tụ tập bên ngoài để chặn các lối vào địa điểm và không cho các nhân vật chủ chốt, bao gồm cả những vị khách danh dự, bước vào bên trong. Cảnh sát ước tính có khoảng 200 đến 300 người đã biểu tình bên ngoài phòng trưng bày nghệ thuật Ontario Art Gallery ở Ontario (AGO). Họ đang chỉ trích cách chính phủ liên bang xử lý cuộc chiến Israel-Hamas và hô vang rằng Trudeau đang tài trợ cho một cuộc diệt chủng ở Gaza do lo ngại về an ninh người phát ngôn của văn phòng thủ tướng xác nhận sự kiện đã bị hủy bỏ bộ trưởng phát triển quốc tế ông Ahmed Hassan đã cố gắng đi vào nơi diễn ra sự kiện bằng lối vào chính nhưng những người biểu tình đã chặn đường của ông và đi theo ông suốt hai dãy nhà sự gián đoạn này đã đánh dấu kết thúc cho một ngày gặp gỡ thân mật ở Toronto trong đó thủ tướng trudeau và thủ tướng ý Melanie đã đồng ý thiết lập lộ trình tăng cường hợp tác Canada và ý Hai nhà lãnh đạo của nhóm G7 đã thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm cả điều mà Thủ tướng Malani gọi là cuộc khủng hoảng Trung Đông rất khó khăn. Các quan chức y tế Gaza cho biết chiến dịch quân sự tiếp theo của Israel tại Gaza do Hamas kiểm soát hiện đã khiến cho hơn 30.000 người thiệt mạng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Canada vốn coi Hamas là nhóm khủng bố, đã nhiều lần nói rằng Israel có quyền tự vệ nhưng Ottawa gần đây đã kêu gọi ngừng bắn trong cuộc xung đột do cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng xấu đi ở Gaza. Cảnh sát hiện đang điều tra vụ biểu tình này. Nhìn lại một tuần qua ở tỉnh bang Ontario, tranh cãi về nhật thực và những gì đã xảy ra tại Queen's Park trong tuần này. Bộ trưởng Giáo dục Ontario nói rõ rằng ông không ủng hộ lời kêu gọi của các giáo viên tham gia vào ngày PAD Public Announcement Day trực tuyến. Ông Lachey nói rằng Tôi nghĩ mọi công dân trên trái đất đều có mặt vào ngày đó để làm việc. Mọi nhân viên tuyến đầu từ y tá đến nhân viên vận chuyển sẽ đi làm và tôi cũng mong đợi điều tương tự đối với các nhà giáo dục của chúng ta. Đây là bình luận mới nhất trong chuỗi những lời chỉ trích của Bộ trưởng đối với một số hội đồng trường học ở Toronto. Trước đó, hội đồng trường học Toronto đã bỏ phiếu để thay đổi ngày PAD của họ từ ngày 19 tháng 4 thành ngày 8 tháng 4 do hiện tượng nhật thực sắp xảy ra với lý do là nguy hiểm khi nhìn thẳng vào sự kiện thiên thể và những cân nhắc về an toàn xung quanh giao thông và đi lại. Tuy nhiên, Hội đồng Trường học khu vực York cho biết họ không thể thay đổi số ngày PA. Thay vào đó, lớp học sẽ kết thúc sớm để học sinh tăng học trước lúc cao điểm của Nhật thực, từ 2 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều. Ngoài những quan ngại về sự kiện Nhật thực sắp tới, sau đây là những tin tức đáng chú ý khác đã xảy ra tại Queen's Park trong tuần này. Ontario có lựa chọn tham gia chương trình dược phẩm quốc gia hay không? Câu trả lời nằm ở tính chi tiết, điều mà Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng bà cần xem xét lại. Bà Sylvia Jones liên tục nói trong tuần này rằng bà cần chờ xem bên trong thỏa thuận dược phẩm quốc gia mới sẽ có những nội dung gì trước khi quyết định xem tỉnh bang có nên tham gia hay không. Đạo luật đạt được từ Đảng Tự do Liên bang và Đảng NDP bao gồm cam kết chi trả thuốc điều trị bệnh tiểu đường và kiểm soát sinh sản thông qua hệ thống thanh toán một lần từ một nguồn, đó là chính phủ thanh toán. Các tỉnh bang sẽ cần phải đồng ý để người dân được hưởng lợi. Chính phủ liên bang có thể sẽ cung cấp kinh phí cho các tỉnh để đưa những loại thuốc này vào kế hoạch của họ, chẳng hạn như là chương trình bảo hiểm y tế tỉnh bang Ontario, tức là OHIP. Tỉnh bang Alberta và Quebec thì đã tuyên bố ý định từ chối tham gia vào chương trình thuốc quốc gia. Tiếp theo là nguồn tài trợ cho trường đại học và cao đẳng rất được mong đợi. Chính phủ tỉnh bang Ontario sẽ tiếp tục giữ nguyên mức học phí cho giáo dục sau trung học thêm 3 năm nữa. Điều này xảy ra vào 5 năm sau khi chính phủ đã giảm 10% học phí và sau đó là đóng băng nó. Việc đóng băng sẽ hết hạn vào năm diễn ra cuộc bầu cử cấp tỉnh bang tiếp theo. Tiếp theo là thêm nhiều khoản tiền lớn nhưng không dành cho thành phố Mississauga nhiều thành phố ở tỉnh bang Ontario đã nhận được kinh phí thông qua quỹ xây dựng nhà ở nhanh chóng của tỉnh bang để đáp ứng mục tiêu nhà ở của họ. Sau đây là mức phân chia, 1,24 triệu đô la cho thành phố Belleville, 1,72 triệu đô la cho Wallin, 2,6 triệu đô la cho Woodchurch Stouffville, 3 triệu đô la cho thành phố Brantford. Toronto và Brampton đã nhận được kinh phí của họ vào tuần trước. Tuy nhiên, thành phố Mississauga đã bị từ chối kinh phí sau khi chỉ đạt được 39% mục tiêu nhà ở của mình. Tỉnh bang Ontario không rót thêm tiền cho FIFA. Chính phủ Ontario cho biết họ sẽ không cung cấp cho Toronto nhiều hơn số tiền đã hứa ban đầu là 97 triệu đô la để đăng cai FIFA World Cup 2026, bất chấp chi phí tăng cao. Một phần là do lạm phát và việc bổ sung thêm một trận đấu thứ sáu. Chi phí tổ chức FIFA World Cup đã tăng khoảng 80 triệu đô la thị trưởng Toronto bà Olivia Chow đã than thở về chi phí, nói với các phóng viên rằng bà chịu gánh nặng với thỏa thuận này bởi người tiền nhiệm. Bất chấp điều đó, bà Chow nói rằng đây là thời điểm thú vị đối với thành phố và hội đồng sẽ xem xét các nguồn tài trợ và các lựa chọn doanh thu khác để bù đắp chi phí. Ngoài ra, tại Queen's Park trong tuần này, có các thảo luận về hóa đơn, quy định và nhiều tin tức đáng chú ý khác. Chính quyền tỉnh bang Ontario đang xem xét các biện pháp trừng phạt tài chính lên tới 25% vì vi phạm quy tắc ứng xử của Ủy viên Hội đồng Nhà trường. Có thêm nhiều người dân Ontario đủ điều kiện được giảm giá điện theo chương trình Hỗ trợ Điện lực Ontario, gọi tắt là chương trình OESP. Các hộ gia đình từ 5 người trở lên mà có tổng thu nhập lên đến 71.000 đô la khi khấu trừ thuế hiện đủ điều kiện tham gia chương trình. Trước ngày 1 tháng 3 khi chương trình mới này có hiệu lực, ngưỡng này là 52.000 đô la. Chương trình OESV cung cấp cho những gia đình có thu nhập thấp khoảng giảm giá hàng tháng trên hóa đơn tiền điện của họ. Số tiền này sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm thu nhập tổng hợp của hộ gia đình và số người sinh sống trong nhà. Hầu hết những người đủ điều kiện sẽ nhận được các khoản tín dụng từ 35 đô la đến 75 đô la một tháng. Thông tin chi tiết đầy đủ về ngưỡng thu nhập, bao gồm số người cần cư trú trong hộ gia đình và sự hỗ trợ Nhận được có thể được tìm thấy trên trang web của chính phủ Ontario tại news.ontario.ca. Danh sách chờ cho dịch vụ chăm sóc trẻ em đã tăng lên trên khắp tỉnh bang Ontario do chính sách giữ trẻ 10 đô la một ngày và các quan chức cảnh báo tỉnh này có thể thiếu 8.500 nhà giáo dục mầm non vào năm 2026. Tỉnh bang Ontario đang đầu tư 1,6 tỷ đô la cho hai tòa nhà mới tại Center for Addiction and Mental Health lệnh cấm sử dụng người nổi tiếng để quảng cáo cờ bạc trực tuyến ở tỉnh bang Ontario đã có hiệu lực. Tang lễ cấp nhà nước được tổ chức cho cựu thủ tướng Brian Mulroney, một trong những nhân vật chính trị nổi bật nhất của Canada. Ông Mulroney, người từng giữ chức thủ tướng thứ 18 của đất nước từ năm 1984 đến năm 1993, đã qua đời thanh thản ở Florida ở tuổi 84 bên cạnh gia đình ông. Canada suýt tránh được suy thoái kinh tế trong quý tư, với tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 1%, theo báo cáo gần đây của Cơ quan Thống kê Canada. Mức tăng trưởng này vượt qua ước tính của các nhà phân tích, đã ngăn chặn một cuộc suy thoái kỹ thuật, được xác định bởi hai quý liên tiếp mà tăng trưởng GDP ở mức âm. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo rằng, bức tranh kinh tế tổng thể của Canada vẫn còn đáng lo ngại do có nhiều dấu hiệu đỏ, tức là red flags, khác nhau. Các nhà kinh tế nhấn mạnh những điểm yếu trong dữ liệu bao gồm sự sụt giảm 0,7% trong nhu cầu trong nước, chủ yếu do đầu tư kinh doanh sụt giảm đáng kể. Sự suy giảm này trái ngược với mức tăng trưởng khiêm tốn trong xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng, bất chấp tốc độ tăng trưởng dân số kỷ lục. GDP bình quân đầu người vẫn tiếp tục giảm, cho thấy xu hướng đáng lo ngại về năng suất. Những lo ngại về tác động của chính sách tiền tệ đối với nhu cầu trong nước cũng tăng lên với nhu cầu tiêu dùng được mô tả là cũ và yếu và sự sụt giảm mạnh trong đầu tư, đặc biệt là trong khu vực dân cư và phi dân cư. Bất chấp những thách thức này, các nhà kinh tế không dự đoán hành động ngay lập tức từ ngân hàng Canada về giảm lãi suất. Hầu hết đều mong đợi việc cắt giảm lãi suất sẽ xảy ra vào cuối năm nay, có thể sớm nhất là vào tháng 6 hoặc tháng 7 này, tùy thuộc vào mức lạm phát và các chỉ số kinh tế khác. Canada kết thúc chương trình ưu đãi người mua nhà lần đầu tiên. Chương trình này sẽ không còn phê duyệt các yêu cầu mới sau ngày 31 tháng 3. Tập đoàn nhà ở và thế chấp của Canada, CMHC, đã thông báo ngừng chương trình khuyến khích người mua nhà lần đầu tiên, gọi tắt là chương trình FTHBI, thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 này. Chương trình này chia sẻ cổ phần được triển khai vào tháng 9 năm 2019 theo chiến lược nhà ở quốc gia của Đảng Tự do. Nhằm mục đích là tạo điều kiện sở hữu nhà cho người mua nhà lần đầu tiên. Chương trình FTHPI cung cấp các khoản vay không lãi suất từ 5% đến 10% giá mua bất động sản, đổi lại thì chính phủ sẽ có cổ phần tương ứng. Những người tham gia được yêu cầu thanh toán khoản vay và một phần lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu khi bán tài sản hoặc ở mốc 25 năm, bất chấp mục tiêu của nó, chương trình này vẫn vấp phải sự chỉ trích vì tác động hạn chế của nó, đặc biệt là ở các thị trường giá cao. Các tài liệu được trình bày tại Quốc hội tiết lộ rằng chương trình này đã nhận được 23.411 đơn đăng ký và chỉ có 15.925 lượt phê duyệt tính đến tháng 4 năm 2022, chỉ giải ngân một phần số tiền dự kiến. Ông Clay Jarvis từ North mô tả ưu đãi này là chết ngay khi triển khai với lý do là mức độ hấp dẫn thấp và giới hạn thu nhập. Trong khi đó, ông James Lair của RedHub.ca thì đề xuất Thay thế chương trình này bằng thời gian trả nợ thế chấp kéo dài, nhấn mạnh tầm quan trọng của các phương pháp tiếp cận sáng tạo để hỗ trợ người mua lần đầu trong bối cảnh thách thức về nhu cầu nhà ở. Mặc dù chương trình FTHBI có thể đã trùng bước, nhưng việc ưu tiên sở hữu nhà với giá cả phải chăng vẫn là điều bắt buộc trong bối cảnh nhà ở của Canada. Canada hạn chế đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số, digital media Canada sẽ hạn chế đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số tương tác để ngăn chặn các tác nhân được nhà nước bảo trợ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Theo Bộ trưởng Bộ Đổi mới, ông François Philippe Champagne cho biết, ngay lập tức Ottawa sẽ tăng cường giám sát các khoản đầu tư của các thực thể thuộc sở hữu hoặc chịu ảnh hưởng của nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia mà tham gia vào các hoạt động có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia Canada. Phương tiện kỹ thuật số tương tác bao gồm trò chơi điện tử và thiết bị thực tế ảo bộ trưởng champagne cho biết bắt đầu từ bây giờ các thực thể nước ngoài muốn đầu tư vào lĩnh vực này có thể phải đưa ra các cam kết chặt chẽ hơn trong thời gian dài hơn đặc biệt là về tính độc lập sáng tạo quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch dù không nêu đích danh quốc gia cụ thể nào nhưng canada đã nhiều lần cáo buộc trung quốc và nga can thiệp nước ngoài cả hai nước này đều phủ nhận cáo buộc Canada đang lo ngại về việc thao túng thị trường và bán phá giá kim loại quan trọng được sử dụng trong pin xe điện, đồng thời đang muốn khám phá một mô hình định giá thay thế do Hoa Kỳ đưa ra. Canada cùng với Úc và Hoa Kỳ đang tìm cách phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng để phá vỡ sự độc quyền của Trung Quốc, quốc gia mà kiểm soát hơn 90% kim loại quan trọng cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên ông Jonathan Wilkinson cho biết sẽ có nhu cầu gia tăng đáng kể đối với các khoáng sản quan trọng trong tương lai. Nhưng hiện tại Canada đang gặp một số thách thức về giá cả và rõ ràng là chúng tôi lo ngại về các vấn đề liên quan đến thao túng và bán phá giá thị trường. Bộ trưởng Wilkinson còn cho biết, vẫn còn một số cách phải làm trước khi Canada và các đồng minh giải quyết vấn đề bán phá giá. Nhưng một trong những ý tưởng đang được thảo luận là khái niệm về cơ chế định giá thay thế. Bộ trưởng Cho biết Chủ đề này sẽ được thảo luận trong Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Các nhà Phát triển và Thăm dò Canada, PDAC tại Toronto. Sự kiện này là một trong những cuộc tụ hợp lớn nhất thế giới của các công ty khai thác mỏ và các nhà tài trợ của họ sẽ bắt đầu vào Chủ nhật hôm nay. Tâm trạng tại cuộc họp của sự kiện PDAC kéo dài 4 ngày sẽ rất ảm đạm khi ngành khai thác đã bị ảnh hưởng bởi nhu cầu yếu hơn và giá giảm mạnh. Giá lithium và nickel đã giảm lần lượt hơn 70% và 40% trong năm qua, buộc nhiều người phải cắt giảm sản xuất và cắt giảm việc làm. Tại Canada, nơi có khoảng 40% công ty khai thác mỏ, niêm yết trên thế giới, giá kim loại pin sụt giảm đã ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của các công ty này. Các công ty khai thác Canada cho biết sự sụp đổ của hàng hóa, những thách thức kinh tế vĩ mô và sự giám sát ngày càng gia tăng của chính phủ đối với các giao dịch nước ngoài đã dẫn đến cảm giác rằng Canada không còn là điểm đến hấp dẫn để hình thành vốn như vài năm trước. Tỉnh bang Quebec điều tra khi bệnh nhân thứ ba chết trong khi chờ đợi được chăm sóc tại Bệnh viện Montreal. Văn phòng điều tra viên của tỉnh bang Quebec đang mở một cuộc điều tra sau cái chết của bệnh nhân thứ ba đang chờ chăm sóc tại Bệnh viện Anna Laberge ở Chateau Gay ở tỉnh bang Quebec. Nạn nhân mới nhất là một người đàn ông 41 tuổi đã qua đời trong phòng cấp cứu sau 45 phút chờ xe cấp cứu. Vụ việc bi thảm này đánh dấu cái chết thứ ba trong phòng cấp cứu của bệnh viện trong vòng vài tháng. Theo báo cáo, tình trạng của người đàn ông này được phân loại là ưu tiên số 3, đã khiến cho hai xe cứu thương chuyển hướng đến những trường hợp khẩn cấp hơn, khiến việc vận chuyển anh ta đến bệnh viện bị chậm trễ đáng kể. Mặc dù tỉnh táo nhưng tình trạng của người đàn ông này xấu đi nhanh chóng, dẫn đến tử vong ngay sau khi đến nơi. Chủ tịch công đoàn Paramedics nhấn mạnh tình trạng thiếu nguồn lực, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường năng lực của xe cứu thương để ngăn chặn những thảm kịch tương tự. Tuy nhiên, kế hoạch cải thiện dịch vụ xe cứu thương mới trị giá 630 triệu đô la của tỉnh bang Quebec đáng chú ý là thiếu quy định về số lượng xe cứu thương bổ sung. Văn phòng Bộ trưởng Y tế ông Christian Dubé đã từ chối bình luận về cái chết gần đây với lý do là cuộc điều tra đang diễn ra. Trong khi đó, Trung tâm Dịch vụ Xã hội và Y tế Tích hợp (CISSS) bảo vệ các thủ tục của bệnh viện cho rằng tình trạng tử vong đó đáng tiếc là tình trạng sức khỏe suy giảm nhanh chóng. Bất chấp những nỗ lực nhằm giảm bớt căng thẳng trong phòng cấp cứu, người đứng đầu của công đoàn y tá, bà Melanie Gignac, vẫn bày tỏ mối lo ngại đang diễn ra với lý do là tỷ lệ sử dụng phòng luôn cao. Tiến sĩ Judy Morris thuộc hiệp hội bác sĩ cấp cứu của Quebec Lặp lại những lo ngại này nhấn mạnh tính cấp thiết của việc thực hiện các biện pháp hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn cho bệnh nhân trong bối cảnh các phòng cấp cứu quá đông đúc. Một vụ tai nạn tàu hỏa gần Agassiz của tỉnh BC đã gây ra một cuộc di tản hàng loạt sau khi va phải các mảnh vỡ trên đường ray dẫn đến rò rỉ nhiên liệu. VRL đưa tin vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 chiều thứ Sáu trên chuyến tàu đi Toronto từ Vancouver Mặc dù động cơ và một số toa tàu bị hư hỏng, nhưng tất cả 121 hành khách và thành viên đoàn tàu hỏa đều bình an vô sự. VRL đã bố trí xe bus để vận chuyển hành khách đến Vancouver, Kamloops hoặc là Jasper khi hiện trường được bảo đảm an ninh. Các nhà chức trách hiện đang điều tra vụ việc với cảnh sát đường sắt thành phố Kansas, Thái Bình Dương của Canada và cảnh sát RCMP dẫn đầu cuộc điều tra. Một nhóm môi trường cũng đã được cử đến để đánh giá tình hình một ngôi nhà bị thiêu hủy trong vụ cháy vào sáng Chủ nhật hôm nay ở phía đông nam của Calgary. Một cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi một ngôi nhà bị thiêu hủy trong vụ hỏa hoạn đáng báo động vào sáng Chủ nhật hôm nay ở phía đông nam của thành phố Calgary của tỉnh Alberta. Ngôi nhà này tọa lạc tại khu đất nông thôn ở phía nam quốc lộ 22X và phía đông đường 88 South East. Vào khoảng 8 giờ sáng nay, đội cứu hỏa đã có mặt khi nhận báo động cháy cấp 2. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt nhưng ngôi nhà đã bị thiêu rụi bốn người dân đã tự mình thoát ra ngoài trước khi lực lượng cứu hỏa đến ba người được AHS chở đến bệnh viện để điều trị chứng ngạt khói nhẹ trong khi một người đàn ông được cho là đang trong tình trạng bỏng nặng tất cả họ sẽ phải di dời do hỏa hoạn các nhà điều tra vẫn ở hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ cháy sắp có thay đổi tại các sân bay và các hãng hàng không các sân bay muốn nhận dạng khuôn mặt để giúp đi lại dễ dàng hơn các chuyên gia thì lo ngại về quyền riêng tư hành trình của bạn qua sân bay một ngày nào đó có thể trông khá là khác biệt khi một số sân bay và hãng hàng không triển khai công nghệ nhận dạng khuôn mặt trên một số hệ thống bao gồm cả thủ tục đăng ký thủ tục an ninh và nhập cảnh các sân bay và hãng hàng không đang xem xét việc áp dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để nâng cao trải nghiệm du lịch hướng tới các quy trình sung sẻ hơn từ khi làm thủ tục cho đến khi lên máy bay các chuyên gia hàng không dự đoán công nghệ này sẽ trở nên phổ biến như là cơ sở hạ tầng sân bay cơ bản mang lại những lợi ích tiềm năng như là giảm tắc nghẽn và cải thiện hiệu quả ông john kadett một chuyên gia quản lý hàng không nhấn mạnh sự tiện lợi và hiệu quả của nhận dạng khuôn mặt để nhận dạng hành khách ví nó với các tiện nghi hiện có ở sân bay như là thang cuốn escalators một số sân bay và hãng hàng không trên toàn thế giới, bao gồm cả sân bay Frankfurt của Đức và Emirates Airlines, đã triển khai hệ thống nhận dạng khuôn mặt này để đẩy nhanh quá trình làm thủ tục và hướng dẫn hành khách qua các nhà ga. Tuy nhiên, những người ủng hộ quyền riêng tư thận trọng trước việc sử dụng rộng rãi dữ liệu sinh trắc học do những rủi ro và sai lệch tiềm ẩn liên quan đến công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Brenda McFell, một chuyên gia về quyền riêng tư, nhấn mạnh những lo ngại về độ chính xác và những tác động lâu dài tiềm ẩn của việc thu thập dữ liệu sinh trắc học. Ví việc nhận dạng khuôn mặt với dấu vân tay về mặt ý nghĩa lâu dài và quyền riêng tư. Air Canada đã triển khai một chương trình thí điểm vào tháng 2 2023, cho phép một số hành khách chọn lọc bay khỏi sân bay quốc tế Vancouver, lên chuyến bay mà không cần xuất trình giấy tờ tùy thân và vào các phòng chờ tại sân bay quốc tế Toronto Pearson bằng cách sử dụng tính năng nhận dạng khuôn mặt chuyên gia quản lý hàng không Gradex giải thích rằng nhận dạng khuôn mặt tại các sân bay hoạt động bằng cách so sánh hình ảnh được chụp của bạn với hồ sơ du lịch của bạn chẳng hạn như là hộ chiếu và tờ khai hải quan ông nói là khi bạn đi qua một sân bay họ sẽ kiểm tra dữ liệu nhận dạng khuôn mặt của bạn đối chiếu dữ liệu đó với những gì được ghi lại và nếu bạn phù hợp với các hệ thống hiện có bạn sẽ được bật đèn xanh Quét sinh trắc học có thể được sử dụng tại nhiều điểm khác nhau trong quá trình du lịch. Nó có thể giúp cho các hãng hàng không hiểu rõ hơn vị trí hiện tại của hành khách trong sân bay. Nếu bạn lên máy bay muộn chẳng hạn, về cơ bản, họ có thể nhắm được mục tiêu vào bạn rất là nhanh và bằng tin nhắn kêu gọi hãy đến cổng lên máy bay ngay lập tức, ông Conrad nói. Việc giảm xếp hàng cho dù đó là chờ để gửi hành lý, được kiểm tra an ninh hay là thực sự lên máy bay cũng là một lợi ích tiềm năng. Theo trang web của Air Canada, số đo khuôn mặt được hệ thống sử dụng vẫn còn trên thiết bị cá nhân của hành khách. Khi hành khách đăng ký chuyến bay bằng ứng dụng của Air Canada thì thông tin sẽ được chia sẻ với hãng hàng không và bị xóa 36 giờ sau khi chuyến bay của bạn khởi hành. Trong khi các hãng hàng không như là Air Canada bảo đảm với hành khách về tính chất tự nguyện của các chương trình nhận dạng khuôn mặt, nhưng các chuyên gia về quyền riêng tư nhấn mạnh sự cần thiết của tính minh bạch và luật pháp để bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng. Luật được đề xuất như là bill C27 nhằm mục đích là thiết lập các quy tắc quản lý việc sử dụng thông tin cá nhân, nhưng những người ủng hộ kêu gọi các biện pháp bảo vệ và cân nhắc hơn nữa liên quan đến dữ liệu sinh trắc học, nhạy cảm. Khi các cuộc thảo luận về khi các cuộc thảo luận về công nghệ nhận dạng khuôn mặt tiếp tục diễn ra, những người ủng hộ quyền riêng tư nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng ý có hiểu biết và các quy định mạnh mẽ về quyền riêng tư để bảo vệ quyền của cá nhân trong bối cảnh du lịch ngày càng số hóa. Bộ trưởng Y tế Liên bang đặt mục tiêu triển khai chương trình PharmaCare quốc gia mới vào cuối năm 2024, nhưng Alberta và Quebec đã cho biết là họ sẽ xem xét từ chối chương trình mới này. Bộ trưởng Y tế Liên bang ông Mark Holland bày tỏ sự lạc quan về việc thực hiện kế hoạch dược phẩm mới của chính phủ nhằm mục đích một số tỉnh bang sẽ triển khai kế hoạch này vào cuối năm nay. Trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Holland nhấn mạnh sự nhiệt tình của một số tỉnh bang đối với chương trình này. Ban đầu sẽ bao gồm hỗ trợ thuốc điều trị tiểu đường và thuốc tránh thai và sẽ bổ sung những dược phẩm khác. Bộ trưởng Holland thừa nhận sự cần thiết phải đàm phán với các tỉnh bang để triển khai chương trình này, nhấn mạnh sự háo hức của một số tỉnh đi đầu Tuy nhiên, cả tỉnh bang Alberta và Quebec đều tỏ ra miễn cưỡng tham gia vào với lý do là lo ngại về tình trạng quan liêu và nhu cầu biết thêm thông tin. Chương trình dược phẩm quốc gia được đề xuất mới là kết quả của thỏa thuận của Đảng Tự do và Đảng NDP, được thiết lập để chi trả cho các loại thuốc thiết yếu và biện pháp tránh thai cho tất cả người dân Canada, với kế hoạch là sẽ mở rộng hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, các thỏa thuận tài trợ với các tỉnh bang là điều cần thiết để thực hiện chương trình này. Tỉnh bang Ontario và Saskatchewan đã áp dụng phương pháp chờ xem, tìm kiếm thêm thông tin chi tiết trước khi cam kết tham gia vào chương trình. Bộ trưởng Holland lưu ý rằng, chi phí ước tính của chương trình này là khoảng 1,5 tỷ đô, có thể thay đổi dựa trên các cuộc đàm phán. Về cấu trúc của chương trình, Bộ trưởng Holland mô tả sự lựa chọn giữa việc thay thế hoàn toàn các chương trình bảo hiểm hiện có hoặc là lấp đầy những khoảng trống trong phạm vi bảo hiểm ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung vào hiệu lực và hiệu quả trong việc đạt được phạm vi bao phủ toàn dân và kết quả sức khỏe mong muốn chương trình dược phẩm quốc gia toàn dân đã làm dấy lên cuộc tranh luận trong đó đảng ndp ủng hộ hệ thống thanh toán một lần từ một nguồn tức là từ chính phủ trong khi bộ trưởng hô linh lập luận về một cách tiếp cận thực tế dựa trên tính hiệu quả lãnh đạo đảng bảo thủ ông theo polyeth thì tuyên bố rằng đảng của ông sẽ xem xét luật nhưng không cho biết khả năng sẽ hủy bỏ chương trình nếu họ lên nắm quyền. Tháng 2 ấm áp đặc biệt của tỉnh bang Ontario đã lập kỷ lục. Toronto và đại đô thị Toronto vừa trải qua tháng 2 ấm áp kỷ lục và kiểu thời tiết đó thậm chí còn chưa kết thúc. Tháng cuối cùng của mùa đông theo ký tượng đã được ghi nhận trên khắp Ontario khi thời tiết trái mùa đã bao trùm trên toàn tỉnh bang. Nhiệt độ cao hơn mùa mà chúng ta thấy trong tháng vừa qua đã gần đạt mức cao nhất trong kỷ lục của các cộng đồng trên khắp Ontario, đặc biệt là trên khắp khu vực đại đô thị Toronto và thành phố Hamilton, GTSJ. Phi trường quốc tế Toronto Pearson đã kết thúc tháng 2 với nhiệt độ trung bình là 0,2 độ C, đánh bại nhiệt độ tháng 2 ấm áp nhất mọi thời đại trước đó là âm 0,2 độ C vào năm 2017. Khu vực thành phố Toronto thường trải qua cả tháng 2 mà không đạt mức nhiệt độ ban ngày cao là 10 độ C hoặc là ấm hơn. Tuy nhiên năm nay thì phi trường Pearson đã chứng kiến 7 ngày có nhiệt độ dao động trong khoảng từ 15 đến 19 độ C. Thành phố Hamilton đã cùng với Toronto ghi nhận tháng 2 ấm áp nhất từ trước đến nay trong năm nay với nhiệt độ trung bình là 0 độ C. Nhiệt độ cao bất thường trên khắp khu vực cũng gây ra thiệt hại lịch sử cho khu vực ngũ đại hồ Great Lakes. Toàn bộ năm hồ của Great Lakes hầu như là không còn băng vào cuối tháng 2. Ngày cuối cùng của tháng chỉ có 3,35% diện tích ngũ hồ được bao phủ bởi băng. Phần lớn băng chỉ giới hạn ở vùng nước nông của North Channel của Lake Huron. Theo các chuyên gia thời tiết, hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu có thể là những nguyên nhân góp phần gây ra nhiệt độ cao hơn bình thường. Hàng trăm phụ nữ và những người ủng hộ đã xuống đường ở thành phố Toronto vào hôm thứ Bảy để ăn mừng những thành tựu của phụ nữ và đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ trên toàn cầu để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ Nữ ngày 8 tháng 3. Nhân Ngày Quốc tế Phụ Nữ năm nay, các nhà tổ chức đã đưa ra chủ đề Không ai được tự do cho đến khi tất cả chúng ta đều được tự do. Để nêu bật sự khác biệt về quyền của phụ nữ khi nói đến tiền lương, giáo dục và an toàn trên toàn thế giới. Các sự kiện Ngày Quốc tế Phụ nữ đã được tổ chức trên toàn tỉnh bang vào thứ Bảy. Tại trung tâm thành phố Toronto, các nhà lãnh đạo cộng đồng, các nhóm lao động và những người ủng hộ đã tụ tập nhảy múa và hô vang trong cuộc tuần hành. Phụ nữ và trẻ em gái ở Gaza được quan tâm hàng đầu. Theo số liệu của Bộ Y tế Gaza, đối với những phụ nữ như là Gail Fernando, cô đang nghĩ đến phụ nữ ở những nơi như là Gaza, nơi phụ nữ và trẻ em chiếm khoảng 70% số người chết được báo cáo vào năm 2023. Cô nói, tôi nghĩ chúng ta vẫn cần phải đấu tranh vì quyền bình đẳng cho phụ nữ và chúng tôi đang kêu gọi hòa bình trên thế giới cũng như lệnh ngừng bắn ở Trung Đông. Trong khi đó, Susan Gapka, một nhà hoạt động cộng đồng và chuyển giới, cho biết điều quan trọng đối với người Canada là bảo vệ những bước tiến về quyền của những người LGBTQ+, đã đạt được ở đất nước này Đặc biệt khi một hiện tượng toàn cầu về sự căm ghét ngày càng gia tăng đối với người LGBTQ+ trên toàn thế giới đang đe dọa hủy hoại sự tiến bộ, bà Gapka đã chỉ ra các luật nhắm vào người chuyển giới và người LGBTQ ở tỉnh bang Alberta, New Brunswick và Saskatchewan, đồng thời bày tỏ sự tán thành ở phía Nam biên giới, nơi một số tiểu bang đang thông qua luật chống chuyển giới và hạn chế quyền tự chủ về cơ thể của phụ nữ khi nói đến việc phá thai và các biện pháp tránh thai. Nghệ sĩ biểu diễn Maryam Tola cho biết cô đã tham gia nhiều sự kiện ngày quốc tế phụ nữ trong suốt nhiều năm. Bất kể vấn đề trong ngày là gì, cô Tola cho rằng có một điều luôn rõ ràng và sáng tỏ, đó là trong nhiều thập kỷ, phụ nữ đã cố gắng giúp đỡ phụ nữ khác trên khắp thế giới, ngay cả khi không có ai chú ý hoặc lắng nghe. nhân viên cửa hàng rượu tỉnh bang Quebec bật đèn xanh cho cuộc đình công. Các thành viên của một công đoàn đại diện cho hơn 5.000 công viên của SAQ là tổ chức bán lẻ rượu và đồ uống có cồn của tỉnh bang Quebec đã bỏ phiếu ủng hộ một cuộc đình công, dự kiến sẽ tạm thời đóng cửa một số cửa hàng rượu thuộc sở hữu của chính quyền tỉnh. Nhóm lao động đã đưa ra thông báo vào sáng thứ Bảy sau một loạt cuộc họp chung, trong đó 89% người tham gia đã chấp thuận một cuộc đình công có giới hạn tổng cộng 15 ngày. Tuy nhiên, công đoàn vẫn chưa công bố cụ thể về kế hoạch của họ. Phó chủ tịch công đoàn cho biết, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng như là sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc là một trong những điểm tranh chấp chính. Ông cho biết các nhân viên của cửa hàng rượu, thường được gọi là SAQ, hiện chưa được đào tạo để đối phó với sự gia tăng số lượng khách hàng hung hãn tại các cửa hàng thành thị kể từ khi đại dịch Covid-19. Người phát ngôn của SAQ đã từ chối bình luận về tuyên bố của công đoàn, nhưng cho biết Công ty cam kết đạt được thỏa thuận lao động thỏa đáng cho cả hai bên. SQ cho biết họ có kế hoạch duy trì dịch vụ trong trường hợp đình công, nhưng kêu gọi khách hàng theo dõi trang web của họ để xem cửa hàng nào sẽ vẫn mở cửa. Tỉnh bang BC cung cấp các khoản thưởng lên tới 30.000 đô la để thu hút và giữ chân y tá. Chính quyền tỉnh bang British Columbia đang giới thiệu một loạt chương trình thưởng nhằm nỗ lực tuyển dụng y tá mới cho tỉnh bang này. Với mức ưu đãi cao nhất dành cho những người sẵn sàng làm việc ở miền Bắc tỉnh bang BC, các y tá có thể nhận được 30.000 đô la nếu đồng ý làm việc tối thiểu 2 năm ở các vùng phía bắc của tỉnh bang, hoặc là 20.000 đô la để phục vụ các vùng nông thôn và vùng xa xôi khác. Ngay cả ở các trung tâm đô thị lớn, y tá ứng tuyển vào các vị trí được coi là khó tuyển hoặc là nhu cầu cao có thể nhận được tiền thưởng lên tới 15.000 đô la. Chính phủ tỉnh BC cũng sẽ chi trả 15.000 đô la cho các y tá mà sẵn sàng cam kết 2 năm tham gia vào chương trình Go Health BC là chương trình y tá di chuyển của tỉnh bang. Bộ trưởng Y tế Adrian Dix đã công bố các biện pháp khuyến khích mới, đồng thời nêu bật một số nỗ lực khác của chính phủ nhằm để giải quyết tình trạng thiếu y tá trong tỉnh bang. Các y tá có thể kiếm thêm tới 8.000 đô la một năm nếu họ đồng ý ở lại 163 cộng đồng đủ điều kiện tham gia vào chương trình. Ngoài ra còn có những ưu đãi mới cho những người được đào tạo để gia nhập vào đội ngũ y tá của tỉnh bang BC. Điều này bao gồm các khoản giảm giá học phí là 2.000 đô la mỗi năm cho những người theo học Bachelor of Science in Nursing, tức là chương trình cử nhân khoa học điều dưỡng BSN, hoặc là Bachelor of Psychiatric Nursing và Practical Nursing sinh viên thuộc dân tộc bản địa tham gia vào chương trình BSN sẽ có khả năng nhận thêm 5.000 đô la trong khoảng giảm giá học phí ngoài số đó. Việc thúc đẩy tuyển dụng, giữ chân và đào tạo y tá sẽ tiêu tốn của tỉnh 237,6 triệu đô la. Trong khi đó, tỉnh bang Alberta kế bên cũng đang cung cấp 5.000 đô la cho những công nhân lành nghề chuyển đến tỉnh bang này. Nếu bạn là một nhân viên lành nghề, tức là skilled workers, và đang nghĩ đến việc chuyển đến tỉnh bang Alberta, bạn có thể kiếm cho mình 5.000 đô la khi di chuyển đến tỉnh bang này. Tỉnh bang Alberta đã công bố ngân sách của mình cho năm 2024 và một trong số đó là chương trình Alberta is Calling Attraction Bonus. Trở lại năm 2022, Alberta đã cho ra mắt chiến dịch Alberta is Calling thông qua báo chí và bản quảng cáo nhằm thu hút sự chú ý đến khả năng chi trả, lối sống và nhiều cơ hội việc làm của tỉnh, chủ yếu nhắm đến những người Canada sống ở Toronto và Vancouver. Chương trình này cũng đã được gia hạn vào mùa xuân năm ngoái và tập trung vào cư dân của vùng Maritimes và các khu vực của tỉnh bang Ontario, bao gồm London, Hamilton, Windsor và Sudbury. Khoản tiền thưởng một lần sẽ cung cấp khoản tiền thuế được hoàn lại trị giá 5.000 đô la cho những người làm việc trong các ngành nghề đủ điều kiện chuyển đến tỉnh bang Alberta. Sau ngày bắt đầu chương trình vào tháng 4 năm 2024 và đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện bổ sung, các yêu cầu sẽ bao gồm làm việc toàn thời gian trong một nghề cụ thể, nộp thuế năm 2024 ở Alberta và sống ở tỉnh bang này trong ít nhất 12 tháng. Chương trình này sẽ do Bộ Việc làm, Kinh tế và Thương mại thực hiện và dự kiến sẽ cung cấp tổng cộng 10 triệu đô la phúc lợi cho người lao động. Tỉnh bang cho biết là sẽ cung cấp chi tiết trong những tuần tới. Giải Cờ Vua danh giá ở Toronto có thể phải chuyển sang Tây Ban Nha nếu vấn đề visa không được giải quyết. Liên đoàn cờ vua quốc tế FIDE đang yêu cầu chính phủ liên bang khẩn trương phê duyệt thị thực visa cho các kỳ thủ tham gia giải đấu cao cấp ở Toronto vào tháng tới. Trong một bài đăng trên nền tảng X, Liên đoàn cờ vua quốc tế FIDE cho biết những người chơi từ nhiều quốc gia khác nhau đã nộp đơn xin thị thực vài tháng trước nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ cập nhật nào về trạng thái của họ. 16 kỳ thủ cờ vua ưu tú, 8 nam và 8 nữ, đang tranh tài trong giải đấu Ngoài những kỳ thủ này, các quan chức, huấn luyện viên cũng cần có thị thực. Nhiều người trong số họ đã nộp đơn từ tháng 11 và vẫn đang chờ phê duyệt khi còn một tháng nữa là cuộc thi bắt đầu. Thời hạn đã được ấn định là thứ sáu tới ngày 8 tháng 3 để chính phủ đưa ra bảo đảm rằng vấn đề thị thực sẽ được giải quyết kịp thời, nếu không thì giải đấu sẽ được chuyển sang Tây Ban Nha. Giải đấu Candidates Tournament sẽ được tổ chức tại Great Hall của Toronto từ ngày 3 đến ngày 22 tháng 4 là giải đấu danh giá nhất trong thế giới cờ vua theo liên đoàn FIDE, vì nó sẽ quyết định kỳ thủ nào sẽ thách đấu với đương kim vô địch cờ vua thế giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cờ vua, giải đấu danh giá nhất được tổ chức tại Canada, ghi nhận vai trò ngày càng gia tăng của đất nước này trong thế giới cờ vua. Một người đàn ông 22 tuổi, đóng giả cảnh sát tấn công tình dục nạn nhân ở Toronto một người đàn ông 22 tuổi đã bị buộc tội sau khi bị cáo buộc đóng giả cảnh sát và tấn công tình dục một nạn nhân. Theo Sở Cảnh sát Toronto, vụ việc xảy ra ở khu vực Hill Street và St. Regis Crescent vào ngày 23 tháng 2. Theo cảnh sát, nạn nhân đã bị nghi phạm người đang làm nhân viên bảo vệ tài sản chặn lại trong một tòa nhà thương mại. Nghi phạm đã tự nhận mình là cảnh sát, chụp ảnh giấy tờ tùy thân của nạn nhân do chính phủ cấp và đòi tiền nạn nhân Trước khi tiến hành tấn công tình dục, cảnh sát nói rằng nạn nhân đã có thể thoát khỏi nghi phạm và trốn khỏi khu vực đến nơi an toàn. Nghi phạm được xác định là md Mahi Sharia ở Toronto. Anh ta đã bị bắt và bị buộc tội mạo danh cảnh sát, tống tiền và tấn công tình dục. Cảnh sát cho biết họ lo ngại vẫn còn có những nạn nhân khác. Bất cứ ai có thông tin được yêu cầu liên lạc ẩn danh với cảnh sát theo số 416-808-3100 hoặc là Crime Stoppers theo số. 416-222-8477 hoặc là báo cáo trực tuyến. Một tiệm bánh Pháp đóng cửa vĩnh viễn điểm duy nhất ở Toronto Một tiệm bánh Pháp có trụ sở tại Quebec đã đóng cửa địa điểm duy nhất ở Toronto khiến cho các thành viên cộng đồng thất vọng. Le Lafayette đã phục vụ bánh ngọt, bánh mì và các món nướng mới khác của Pháp cho những khách hàng ở Quebec từ năm 1999 trước khi khai trương địa điểm đầu tiên ở Toronto vào năm 2020. Nhưng hoạt động kinh doanh của chuỗi cửa hàng bánh mì ở St. Clair West của Toronto chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi tiệm bánh đã treo một tấm biển trên cửa, thông báo rằng họ sẽ đóng cửa vĩnh viễn kể từ ngày 29 tháng 2. Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng Le Moulin Lafayette sẽ đóng cửa vào cuối tháng theo đoạn ghi chú được dán trên cửa và được đăng trên Instagram bởi Hillcrest Neighborhood BIA. Bài đăng đã thu hút được rất nhiều bình luận ủng hộ mặc dù thất vọng từ các thành viên trong cộng đồng. Lemuelin Lafayette sẽ tiếp tục điều hành một số địa điểm trên khắp Canada bao gồm ở Ottawa, Edmonton, Calgary và Montreal, cũng như địa điểm đầu tiên ở Hoa Kỳ của họ ở Miami. Năm hoạt động để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ ở Toronto Ngày Quốc tế Phụ nữ 2024 sắp diễn ra tại Toronto và trên toàn thế giới vào ngày 8 tháng 3 sau đây là thời điểm hoàn hảo nhất so với mọi thời điểm khác để tôn vinh những người phụ nữ trong cuộc đời bạn hoặc để dành tặng cho chính bản thân của bạn. Từ lễ hội âm nhạc đến chợ bán hàng và hội thảo nghệ thuật. Sau đây là một số sự kiện ở Toronto để có thể kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ Nữ. Ngay ngày 8 tháng 3, sự kiện thứ nhất là IWD Floral Workshop tại Nova Sky Lounge. IWD Floral Workshop là sự kiện cấm hoa trực tiếp nhằm kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ Nữ tại Novus 25 Tower Sky diễn ra từ 2 đến 4 giờ chiều ngày 8 tháng 3 năm 2024. Tại đây bạn sẽ học cách tạo ra những cách cấm hoa rực rỡ mà bạn có thể tặng người khác hoặc để dành tặng cho chính mình. Tiếp theo là Women's Day Texture Art Class tại Belgian Moon at Stark. Hãy đến Stark để tham gia một workshop nghệ thuật nâng cao tinh thần. Tại đây bạn sẽ được minh họa những câu châm ngôn hay được truyền cảm hứng tích cực trên canvas để biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật. Ngoài ra bạn còn có cơ hội nhận được một ly khóc theo miễn phí khi tham gia sự kiện. Sự kiện thứ ba là Big Chick Energy My Best Friend's Sketch Show tại Franco Boni, The Theater Center. Big Chick Energy là một đoàn hài kịch toàn phụ nữ, truyền tải tính cách sôi nổi của họ vào các chương trình biểu diễn hài kịch ứng tác đầy năng lượng. Được dẫn dắt bởi một đoàn hài kịch toàn phụ nữ, đây là dịp để bạn dành cả buổi tối vui vẻ với những người phụ nữ của bạn vào ngày quốc tế phụ nữ. Sự kiện này sẽ được tổ chức vào thứ Sáu ngày 8 tháng 3 từ 6 giờ đến 7 giờ tối và thứ Tư ngày 13 tháng 3 từ 8 đến 9 giờ tối. Sự kiện thứ tư là Her Market tại Scarborough Town Center. Khi thế giới kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ, Her Market sẽ quy tụ hơn 25 doanh nghiệp do phụ nữ địa phương làm chủ bên trong khu vực trung tâm của Scarborough Town Center. 30 vị khách đầu tiên sẽ nhận được một túi quà chứa đầy quà tặng vào thứ Sáu ngày 8 tháng 3 lúc 10 giờ sáng. Sự kiện thứ năm là Women from Space Festival 2024 tại 918 Bathurst. Diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3, Women from Space Festival sẽ là nơi tôn vinh những gì hay nhất và sáng giá nhất trong âm nhạc. Tất cả đều do nữ nghệ sĩ hoặc là tập thể do phụ nữ lãnh đạo Giá vé sự kiện cho mỗi cá nhân sẽ được bán trước với giá là 15 đô la và bán vé tại cửa là 20 đô la. Một lễ hội với các khu chợ bán hàng và workshop về sức khỏe sắp diễn ra ở Toronto. Khi những ngày nắng dần quay trở lại Toronto, một lễ hội mới sắp diễn ra tại thành phố. Chào mừng mùa xuân và tất cả những điều tốt đẹp đi cùng với nó. Stock Market sẽ tổ chức lễ hội mùa xuân với lễ hội Spring Equinox mới Dự kiến diễn ra vào gần cuối tháng 3, lễ hội này tập trung vào việc giữ gìn sức khỏe, tự chăm sóc bản thân và mọi thứ bạn cần để dọn dẹp tâm hồn vào mùa xuân. Lễ hội sẽ tập trung vào chủ đề khởi đầu mới New Beginnings. Bạn có thể mong đợi rất nhiều nhà cung cấp, workshops và sự kiện sẽ giúp cho bạn cảm thấy tươi mới để chào đón mùa xuân. Mặc dù danh sách các nhà cung cấp và lịch trình tổ chức lễ hội vẫn chưa được công bố, Stack hứa hẹn sẽ có các hạng mục như là nâng cấp, tiết kiệm, yoga, chăm sóc sức khỏe, tính bền vững, DIY, thực phẩm tươi và đồ uống đặc biệt. Giống như tất cả các sự kiện đặc biệt của start việc tham gia lễ hội sẽ hoàn toàn miễn phí, bạn chỉ cần tản bộ vào một ngày nắng đẹp và tận hưởng niềm vui ngày lễ hội. Sự kiện Spring Econox của start diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 3. Để biết lịch trình đầy đủ các sự kiện và phiên chợ của lễ hội này, các bạn có thể theo dõi trang web của Stark tại starkmarket.com. Người Canada đang đổ xô đến địa điểm này vào tháng 3 và đó là địa điểm nào? Khi kỳ nghỉ tháng 3 sắp đến gần, có vẻ như người Canada đang tìm đến châu Á cho chuyến du lịch của họ trong tháng này. Trong đó, Okinawa của Nhật Bản đang ngày càng phổ biến. Theo Skyscanner, số lượng tìm kiếm chuyến bay từ Canada đến Okinawa trong tháng qua đã tăng 173%. Tại sao Okinawa của Nhật Bản lại là điểm đến được ưa chuộng của du khách Canada? Nhìn chung vào xu hướng du lịch năm 2024, Nhật Bản được coi là điểm đến hấp dẫn trong năm nay. Trải nghiệm ẩm thực chính thống tại địa phương được coi là một hoạt động phổ biến đối với du khách Canada. Laura Lindsay, chuyên gia về xu hướng du lịch và điểm đến của Skyscanner giải thích rằng, đảo Okinawa lại là nơi hội tụ đa dạng các hương vị địa phương khác với đất liền. Ẩm thực địa phương tại đây cũng góp phần giúp cho người dân Okinawa sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn hầu hết người dân khác trên thế giới khiến nơi đây trở thành điểm đến được săn đón của những du khách đam mê ẩm thực. Okinawa không chỉ là điểm đến tuyệt vời cho các món ăn địa phương mà còn là nơi có những bãi biển, kiến trúc và lịch sử tuyệt đẹp. Khi mùa xuân đến vào tháng 3 và hoa bắt đầu nở, du khách có thể trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục nổi tiếng của Nhật Bản. Đi Okinawa, Nhật Bản vào tháng 3 từ các thành phố của Canada tốn bao nhiêu tiền? Đối với các chuyến bay đến và đi từ Okinawa từ phi trường Canada, sẽ có các chuyến bay khứ hồi từ Toronto chỉ có một điểm dừng có giá khoảng 3.000 đô la. Nếu đi từ Vancouver đến Okinawa, chuyến bay khứ hồi một điểm dừng vào tháng 3 sẽ có giá ít nhất là 2.600 đô la. Và nếu bay từ Montreal, chuyến bay sẽ có hai điểm dừng với giá vé ít nhất là 2.100 đô la. Những việc chúng ta cần làm ở Okinawa, Nhật Bản theo gợi ý từ chuyên gia. Du khách đến Okinawa vào dịp đầu năm không nên bỏ lỡ lễ hội hoa Okinawa diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5, với các loài hoa được trưng bày trên hòn đảo. Chợ đồ gốm O Okinawa Yachiman ở Onna Village là một cách tuyệt vời để trải nghiệm đồ gốm đầy màu sắc nổi tiếng của Okinawa. Du khách cũng nên dừng chân tại Shurijo Castle Park để trải nghiệm kiến trúc và di tích lịch sử ấn tượng của Nhật Bản. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, hiện đồng đô la Canada đang đứng ở mức 0,7372 đô la Mỹ và bằng 0,6807 đồng euro. Một đô la Canada tương đương 18.175 đồng Việt Nam, một đô la Mỹ tương đương 24.645 đồng Việt Nam. Giá vàng đang đứng ở mức 2.082,55 đô la Mỹ một ounce, tương đương 2.828 đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada nổi bật trong cuối tuần. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và chúng tôi cũng kính mời quý vị đón theo dõi phần điểm tin thế giới. Xin kính chúc quý vị một đêm chủ nhật an lành và một tuần mới nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Hoàng Anh xin chào tạm biệt, rất mong gặp lại quý vị trong phần điểm tin thế giới.